Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Đại dịch cúng tàu ngày 25 tháng 3 năm 2020. Con số ở Đức đã bắt đầu chậm lại. Bây giờ cứ 5 ngày là tăng gấp đôi. Hôm qua là 4 ngày. Viện Robert Koch đề nghị mở rộng xét nghiệm ra cho hầu như là mỗi người. Việc này đang bị các phòng thí nghiệm chỉ trích, chưa cần phải sử dụng hết khả năng của các phòng thí nghiệm một cách không cần thiết như vậy. Tình hình trong các khu chăm sóc đặc biệt ở Đức vẫn bình thường, Tuy có khác nhau tùy theo địa phương, dự tính con số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt sẽ tăng lên trong 8 tới 10 ngày tới. Hiện bây giờ đang có 613 giường trong khu chăm sóc Đặc biệt có người nằm. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, các bệnh viện có thể cung cấp 5057 giường chăm sóc đặc biệt trong vòng 24 giờ. Bắt đầu từ tháng 5, nước Đức có thể thiếu thực phẩm vì thiếu người làm việc. Thường thì tháng thứ 3 nước Đức cần 30.000 lao động theo mùa, trong tháng 5 cần tới 85.000 người. Trong tình hình hiện nay thì đó là điều không thể thường đây là người nước ngoài ở lân cận như bên Ba Lan vào Đức đi làm. Theo bà Bộ trưởng Bộ Lương thực và Nông nghiệp nước Đức, sản xuất dư thừa những loại lương thực cơ bản như chỉ tự cung cấp được 40% trái cây và rau quả. Hiện bà mới đưa ra kế hoạch 11 điểm để cố gắng giảm bớt căng thẳng. Số ca nhiễm virus bên Mỹ bắt đầu tăng vọt, cộng 10.000 trong vòng 24 tiếng. Chính phủ Ấn Độ cấm xuất nhập khẩu hydroxychloroquine. Hết đổ lỗi Mỹ, Trung Cộng này ám chỉ virus corona xuất xứ từ Ý. Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, cơ quan tuyên truyền của nhà nước hôm ngày 22 tháng 3, loan tin dù nguồn gốc của virus corona chưa rõ ràng, nhưng Ý có thể là nơi xuất xứ. CGTN dẫn bản tin của NPR. Trong đó, bác sĩ Ý Giuseppe Ramuzzi nói ông đã nghe các bác sĩ bàn tán với nhau về một bệnh viêm phổi chưa từng thấy, hết sức nguy kịch, đặc biệt tấn công người già từ tháng 12 năm ngoái hay thậm chí là tháng 11. Nghĩa là virus này đã luân chuyển vòng vòng, ít nhất là tại vùng Lombardy ở miền Bắc Ý và trước khi chúng ta biết về dịch bệnh xảy ra ở Trung Quốc, bác sĩ Ramuzi nói, CGTN tận dụng phát biểu này để gợi ý rằng dịch bệnh COVID-19 xuất phát từ nơi khác, không phải là Vũ Hán, Trung Quốc như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, phát biểu của bác sĩ Ramuzi đã đáp câu hỏi tại sao ý bị vỡ trận trước virus corona, chứ không phải là câu trả lời cho thắc mắc liệu có xuất hiện ca bệnh nào ở Ý trước Trung Quốc hay không. Trong lúc COVID-19 lan tràn tên trên thế giới, Trung Quốc đang tìm cơ hội dập tắt những tố cáo rằng họ đã che đậy dịch bệnh từ bước đầu khiến virus lây lan toàn cầu. Trước đây trong tháng này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng tin trên Twitter tố cáo quân đội Mỹ mang virus corona vào Trung Quốc hay virus này có thể khởi phát từ Mỹ trong mùa cúng. Hoa Kỳ đã khiển trách Trung Quốc về việc loan tin đồn giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai gọi đây là virus Trung Quốc. Taiwan News slash CGTN Khoa học gia Singapore nghiên cứu gen để tăng, tăng tốc vaccine chống corona giữa lúc các nhà khoa học trên toàn thế giới tiếp tục tìm kiếm vaccine ngừa virus corona. Một phòng thí nghiệm tại Singapore hy vọng sẽ có một khám phá quan trọng. Các nhà nghiên cứu tại trường Eduk Nurse ở Singapore ngày 23 tháng 3 cho biết đã tìm ra được một phương cách theo dõi những thay đổi gen làm tăng tốc thử nghiệm vaccine. Ông Trump hy vọng Mỹ mở cửa trở lại vào dịp lễ Phục sinh. Tổng thống Trump hôm thứ ba, ngày 24 tháng 3, nói rằng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại vào dịp lễ Phục sinh, tức vào ngày 12 tây tháng 4 tới đây. Sau quãng thời gian đóng cửa để làm giảm sự lây lan của virus Vũ Hán, theo AP, "Tôi rất muốn mở cửa đất nước và mong điều đó diễn ra trước lễ Phục sinh", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Fox News. Cựu chiến lược gia nhà trắng gọi Covid-19 là virus CCP. Ông Stephen K. Bannon, cựu chiến lược gia nhà trắng, khi được phỏng vấn trong một chương trình của Đài Fox News sáng ngày 22 tháng 3 đã gọi virus corona chủng mới gây đại dịch Covid-19 là virus CCP tức Virus Đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết tắt là CCP theo nghĩa tiếng Anh Ông Bannon từng là Phó Chủ tịch Ngân hàng Goldman Sachs và được tín nhiệm vì đã giúp Tổng thống trong thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2019 Gần đây ông được phỏng vấn trong chương trình Sunday Morning Futures của Đài Phát News khi người dẫn chương trình hỏi liệu ông có cho rằng hệ thống y tế của Hoa Kỳ đang trên bờ vực quá tải không, ông Bannon trả lời, đây là một cuộc chiến và nhắc đến virus corona chủng mới là virus CCP. Virus CCP mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tung ra trên thế giới hiện nay sắp có nguy cơ phá hủy hệ thống y tế của New York. Đó là vì lý do tại sao Tổng thống Trump và Thống đốc Cuomo đều tham gia, mọi thiết bị, tàu bệnh viện của hải quân, quân đoàn kỹ sư quân đội, họ đều đang tham gia, ông cho biết. Không rõ ông Bannon có ngụ ý gì cho rằng virus corona chủng mới là sản phẩm nhân tạo của các cơ quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc hay đơn giản ông nhận định tình huống bệnh dịch hiện nay là do sự thờ ơ và ém nhẹn thông tin của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Bannon chia sẻ ông tin tưởng rằng Tổng thống Trump đã tạo nên nền kinh tế Mỹ thịnh vượng và Tổng thống có thể khắc phục những tác động kinh tế mà đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra trước khi phục vụ tại Nhà Trắng với tư cách là chiến lược gia của Tổng thống Trump. Ông Bannon từng là phó chủ tịch ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Vào năm 1993, ông từng là quyền giám đốc của Biosphere 2, một cơ sở nghiên cứu khoa học hệ thống trái đất của Hoa Kỳ. Lào ghi nhận hai ca nhiễm virus Vũ Hán. Đầu tiên, Laotian Times đưa tin, Thứ trưởng Y tế Lào Phu Phong Park hôm nay xác định hai ca nhiễm virus Vũ Hán đầu tiên tại nước này trong một cuộc họp báo khẩn. Hai bệnh nhân gồm hai nam nhân viên khách sạn 28 tuổi và một nữ hướng dẫn viên du lịch 36 đều ở thủ đô Vienna. Ông Moon Park Thông tin thêm hai người này từng là ra nước ngoài làm việc với người ngoại quốc và hiện được điều trị tại bệnh viện. Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp. Từ ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Prayut Chan Ocha hôm nay thông báo Thái Lan sẽ chuyển sang tình trạng khẩn cấp quốc gia trong vòng một tháng kể từ ngày 26 tháng 3 trong bối cảnh số ca nhiễm virus Vũ Hán đã tại quốc gia đã đang tăng nhanh, việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép thủ tướng Prayut có quyền hành pháp để công bố các biện pháp nhằm ứng phó dịch viêm phổi Vũ Hán trong đó có trao thêm thẩm quyền cho các quan chức phụ trách cho phép lập các chốt kiểm tra nhằm hạn chế hoạt động di chuyển của người dân trong giai đoạn dịch bùng phát. Chi tiết về các biện pháp sẽ được công bố sau. Giới chức Thái Lan hôm nay thông báo có thêm 106 ca nhiễm bệnh và 3 ca tử vong mới nâng số ca lên lần lượt là 822 và 4. G20 họp trực tuyến bàn vấn đề liên quan tới virus Vũ Hán. Các nhà lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế lớn G20 sẽ tham gia một cuộc họp video vào thứ năm ngày 26 tháng 3 để thảo luận về các vấn đề liên quan tới dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong bối cảnh có nhiều chỉ trích rằng nhóm này đã phản ứng chậm đối với đại dịch toàn cầu theo Reuters. Vua Salman, 84 tuổi của Ả Rập Xê Út sẽ chủ trì cuộc họp này. Cuộc họp được tổ chức bao gồm mục tiêu thúc đẩy sự phối hợp toàn cầu nhằm phản ứng với đại dịch Covid-19 và bàn về các tác động kinh tế do đại dịch này gây ra. Reuters dự báo hội nghị J20 lần này có thể sẽ diễn ra căng thẳng khi nhiều thành viên của nhóm đang có những tranh chấp như cuộc chiến giá dầu đang xảy ra giữa Ả Rập Xê Út và Nga hay cuộc đấu khẩu về nguồn gốc của virus Vũ Hán giữa Mỹ và Trung Quốc. Ai Cập giới nghiêm trong hai tuần để chống virus Vũ Hán chính phủ Ai Cập đã thông báo về lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng. Trong hai tuần kể từ thứ Tư, ngày 25 tây tháng 3, để ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán và những người vi phạm lệnh này sẽ bị trừng phạt theo luật khẩn cấp, Reuters đưa tin. Việc đóng cửa của các, các trường học ở Ai Cập cũng sẽ được kéo dài diễn đến giữa tháng Tư, trong khi các quán cà phê, câu lạc bộ thể thao, phòng tập thể dục sẽ đóng cửa trong hai tuần tới. Đồng thời các nhà hàng sẽ bị hạn chế việc giao hàng. Ai Cập đã cho ngưng các chuyến bay từ ngày 19 tây tháng 3 cho đến cuối tháng. Theo thông báo mới, việc cấm bay tiếp tục được nới thêm cho tới 15 tây tháng 4. Theo World Dominos, tính tới hết ngày 24 tây tháng 3, Ai Cập có 402 người nhiễm căn bệnh, độc và 20 người chết. Ấn Độ Phong tỏa 1,3 tỷ dân trong 21 ngày. Chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm hôm qua nhằm ngăn virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan. Từ 0 giờ đêm nay, toàn bộ đất nước sẽ bị phong tỏa hoàn toàn nhằm ngăn người dân ra khỏi nhà. Thủ tướng Modi phát biểu trên truyền hình tối qua nói thêm rằng lệnh phong tỏa hoàn toàn tới 1,3 tỷ dân Ấn Độ sẽ có hiệu lực trong 21 ngày. Chống COVID-19 Mexico đề nghị người dân giữ khoảng cách. Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico hôm thứ Ba ngày 24 tháng 3 trong một sự kiện đã kêu gọi người dân áp dụng biện pháp giữ khoảng cách để tránh lây nhiễm NCOV. Tuy nhiên, nhiều thành viên chính phủ Mexico trên sân khấu chật trội tại sự kiện này dường như không thực hiện được yêu cầu rằng mọi người cần đứng cách nhau ít nhất 1,5 mét để hạn chế lây nhiễm virus Vũ Hán, theo Reuters. Tại sự kiện hôm thứ Ba, Thứ trưởng Bộ Y tế Hugo López-Gatell cho biết Mexico đã chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm virus trong nội bộ cộng đồng tức không phải các trường hợp bị nhiễm bệnh từ nước ngoài về. Vì thế, chính phủ đang đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm, bắt đầu bằng việc cho ngưng các sự kiện lớn tập trung đông người. Mexico tính tới hết ngày 23 tháng 4, có 367 trường hợp nhiễm COVID-19 và 4 trường hợp tử vong. Nhưng đất nước Trung Mỹ này đang chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới virus Vũ Hán trong những tuần tới. Nigeria. Hàng chục binh sĩ thiệt mạng sau khi bị phục kích. Khoảng bộ 70 binh sĩ Nigeria đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích của một nhóm phiến quân hồi giáo ở bang Borno. Các nguồn tin quân sự và an ninh nói với Reuters hôm thứ ba, ngày 24 tháng 3. Các nguồn tin nói rằng những kẻ tấn công đã sử dụng các vũ khí hạng nặng trong cuộc tấn công ở làng Gogi cho tối thứ hai phát ngôn viên của quân đội Nigeria, ông Sagar Musa xác nhận có cuộc tấn công này. Hiện chưa rõ lực lượng nào thực hiện cuộc phục kích. Ở khu vực xảy ra, vụ việc có hai nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan đang hoạt động. Một nhóm trong đó là các tay súng có liên hệ với IS. Nhóm còn lại là các tay súng thuộc lực lượng Boko Haram. Số ca nhiễm ở Đài Loan vượt 200. Reuters đưa tin chính phủ Đài Loan hôm nay ghi nhận thêm 20 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán nâng số ca tổng nhiễm lên 215. Tất cả các ca nhiễm mới này đều là ngoại nhập. Người bệnh đã đi tới các quốc gia gồm Anh, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Hiện có hai người Đài Loan tử vong trong dịch bệnh. Đức tuyên bố thắt lưng buộc bụng hậu COVID-19. Phát biểu trên đài truyền hình ZDF ngày 24 tháng 3, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier phát biểu trên đài truyền hình ZDF ngày 24 tháng 3 rằng Đức sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiết kiệm sau khi vượt qua bệnh dịch. Khi khủng hoảng COVID-19 đi qua, chúng tôi hy vọng điều này xảy ra trong vài tháng nữa. Chúng ta sẽ trở lại chính sách thắt lưng buộc bụng và càng sớm càng tốt trở lại chính sách ngân hàng cân bằng. Rau đời dẫn lời ông Almeida thêm rằng nước Đức đang sử dụng tiền dựa trên những điều kiện thuận lợi của thị trường vốn. Điều kiện chỉ thuận lợi khi người dân tin tưởng vào chúng tôi, tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chỉ làm điều cần thiết, ông nói. Tin tạc tấn công WHO, Rao đời dẫn nguồn tin riêng cho biết hôm thứ Hai ngày 23 tháng 3 rằng các tin tặc đã cố gắng đột nhập vào tổ chức y tế WHO hồi đầu tháng này. Trong khi đó, một quan chức Hu thông tin rằng số trường hợp tổ chức này bị tấn công mạng đã tăng gấp hơn hai lần. Giám đốc cơ quan an ninh thông tin của Hu ông Flavio Agio cho hay các tin tặc chưa thành công trong cuộc tấn công và cơ quan ông chưa nắm được nhiều thông tin về họ. Ông cho biết thêm các cuộc tấn công mạng nhắm vào Hu đã tăng vọt kể từ khi đại dịch 19 bắt đầu. Hu đã công bố cảnh cáo vào tháng trước nói rằng tin tập tấn công cơ quan này để đánh cắp tiền và thông tin nhạy cảm. Số người nhiễm mới virus Vũ Hán ở Ý có xu hướng giảm. Trong thứ Hai ngày 23 tháng 3, số người nhiễm mới virus Vũ Hán ở Ý đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm ngày qua, làm dịu bớt căng thẳng cho các bệnh viện quá tải và mang đến ít nhiều hy vọng cho quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao nhất thế giới tính từ thời điểm này, theo SCMP. Cơ quan Y tế Ý hôm thứ Hai đã công bố 4.789 trường hợp nhiễm với Vũ Hán sau 24 giờ giảm từ 5.560 ca nhiễm mới vào Chủ nhật và mức 6.557 ca nhiễm mới vào thứ Bảy. Số ca nhập viện vì Vũ Hán thuộc vùng Lombardy, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, cũng đã lần đầu tiên giảm. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên có tín hiệu tích cực mà chúng tôi có trong tháng khó khăn mà hết sức vất vả này. Ông Giulio Galera, quan chức cấp cao của ngành y tế Lombardy cho nói, đây chưa phải là lúc ca khúc khải hoàng, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm. Chống Covid-19 Pháp, tăng biện pháp hạn chế đi lại, Thủ tướng Pháp Andrew Philippe nói rằng chuyện phong tả nước Pháp có thể ức chế sự gây lây lan của virus Vũ Hán có thể kéo dài thêm vài tuần nữa và chính phủ của ông đang chắc thật hơn các biện pháp kiểm soát sự đi lại của người dân, theo Reuters. Ông Edward cho biết dân Pháp từ thứ ba ngày 24 sẽ chỉ có thể tập thể dục một mình hoặc với con cái mỗi ngày một lần. Trong thời gian không quá một giờ và di chuyển trong vòng một km tính từ nhà của họ, các chợ họp ngoài sẽ phải đóng cửa, Thủ tướng Pháp cho biết thêm. Nhiều người dân muốn bình thường trở lại nhưng điều này không xảy ra sớm được, ông Philip nói với kênh tích TF1. Chúng tôi cảm nhận được các biện pháp phong tỏa của chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi sẽ thắt chặt thêm một lần nữa, có thể kéo dài thêm vài tuần. Mỹ, bang Texas và Ohio cấm phá thai. Bang Texas sẽ cấm hầu hết các trường hợp phá thai Tổng trưởng lý ban ông Ken Paxson hôm thứ hai ngày 23 tháng 3 nói rằng lệnh ban hành vào cuối tuần qua của thống đốc Greg Abbott cấm kỳ hình thức phá thai nào không cần thiết về mặt y tế để bảo vệ tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ. Nếu ai không tuân thủ lệnh này có thể bị phạt tới 1.000 USD hoặc ngồi tù 180 ngày. Ông Paxson nói không ai được miễn trừ khỏi lệnh điều hành của thống đốc với các ca phẫu thuật và thủ tục không cần thiết về mặt y tế bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ phá thai, ông Paxson nói, những người vi phạm lệnh của thống đốc sẽ bị xử lý theo luật. Ở ở bang Ohio cũng đã thực hiện điều tương tự. Hôm thứ Sáu, ông trưởng lý Dave Yost của bang, một người Cộng Hòa, đã gửi công văn tới các dịch vụ phá thai để yêu cầu chấm dứt hành động bị lên án trong văn hóa truyền thống Tây Phương. Myanmar đã có người nhiễm virus Vũ Hán. Myanmar đã xác nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm Vũ Hán vào cuối ngày thứ hai ngày 23 sau nhiều tuần quốc gia có 2.100 km đường biên giới với Trung Quốc nơi khởi phát có loại virus gây chết người không bị COVID-19 tấn công. Theo AFP, Bộ Y tế Myanmar cho biết hai ca được xác nhận dương tính với nCoV là những người ở nước ngoài về Trường hợp thứ nhất là một người đàn ông 36 tuổi trở về từ Mỹ. Trường hợp thứ hai là một nam thanh niên 26 tuổi trở về từ Anh. Trước khi ghi nhận các ca nhiễm, virus Vũ Hán, chính phủ Myanmar từng nói rằng lối sống và chế độ ăn uống của người dân bao gồm việc ít tiếp xúc, thân thể và sử dụng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng đã bảo vệ quốc gia trước đại dịch COVID-19. vũ tuấn và ngọc dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả xin hẹn quý vị vào tuần sau